Thưa sư, tại vì sao mà các vị chư thiên tài giỏi, thông minh và phước lớn hơn nhiều lại không thể trở thành Phật, mà chỉ có loài người, nhân loại mới có thể trở thành Phật? Loài người có gì ưu việt hơn các vị trời hay sao? Một cái vấn đề mà quý vị nên hiểu như thế này nè, là dù cho đó có là trời hay đó là người thì nó cũng là một chúng sanh. Chúng ta không thể nào nói đó, ví dụ như là Bồ Tát của mình ấy, khi ngài là một vị trời thì ngài nhiều phước hơn là ngài ở cõi nhân loại, khi ngài là một vị trời thì ngài thông minh hơn ngài ở cõi nhân loại, thì cái đó phải xét lại nha. Bởi vì nó đều chỉ về một chúng sanh ha, một cái tổng hợp danh pháp và sắc pháp. Hơn nữa đó, tại sao mà một vị Bồ Tát mà lúc nào ở cái kiếp chót cũng đều phải tái sanh vào cái loài người để mà thành đạt quả vị chánh đẳng giác? Tại sao? Một trong những cái nguyên nhân ấy đó là bởi vì nó vướng đến những cái lời nguyện của chúng sanh khác. Ví dụ như là những cái đối tượng đồng sanh, thí dụ như là cỏ bồ đề nè, con ngựa kiền cắt nè, rồi bà gia du đà la, rồi một vài vị nữa đồng sanh. Mà nếu như á mà thiếu thì tự nhiên là mà họ đã nguyện rồi, giống như họ đã đặt hàng trước rồi, là mong là tôi đồng sanh với một vị Phật tương lai, nguyện cho đã rồi, không lẽ bây giờ Đức Phật là ngài thất hứa hay sao? Thấy không? Cho nên là không có được. Vấn đề nữa đó là một vị Phật á, thì sẽ thành Phật ở một ở dưới một cái cội cây, mà bây giờ nếu như cái cội cây đó đó ở trên cõi trời đó thì chúng sanh làm sao để lễ bái? Cội cây đó nên ở cõi người để loài người có thể lễ bái. Và cái cội bồ đề đó là đã xác định sẵn cái vị trí, coi như là đã quy định sẵn rồi, đã đặt chỗ trước rồi, thì ngài phải sanh về cái cõi người để mà ngài ngồi ở dưới cội bồ đề rồi ngài chứng thành đạo quả, chứ ngài không thể chạy chỗ khác, ngài ngồi ở cái gốc cây khác được. Rồi cái lời nguyện làm cha mẹ của một vị Phật nó không đơn giản. Bây giờ ngài tái sanh ở cõi trời là cái cõi hóa sanh, rồi ai mang nặng đẻ đau, rồi người ta nguyện cho đã rồi, Đức Phật quá khứ ngài đã xác định rồi, không lẽ bây giờ ngài thất hứa hay sao? Đâu phải có cha và mẹ là một loài người đấy, người ta đã nguyện rồi, người ta đặt trước rồi. Rồi dòng dõi phải là dòng dõi của loài người, mà dòng dõi cao thượng nhất của loài người, thì như vậy đó người ta mới thấy là vị này cái dòng dõi cao thượng mà xuất gia, thì như vậy đó nhiều người mới đi theo Đức Phật được. Còn nếu như mà ngài chứng ở cõi trời đó thì chúng sanh họ sẽ nghĩ đó, cái đó là cái chuyện đương nhiên. Tại vì sao? Bởi vì anh là chư thiên thì anh chứng Phật thì nó là chuyện cao siêu, còn tôi là loài người rồi, đương nhiên tôi tu không được. Đấy. Thành ra là phải không quá xa mà cũng không quá gần, nó là một cái pháp trung đạo. Rồi Đức Phật ngài trước khi xuất Bồ Tát ngài trước khi thành đạo ngài phải có con, và ngài nếu như ngài ở cõi trời đó, đứa con là hóa sanh, nó không phải là do thai sanh, thì nó không có được, nó không có được. Đứa con của một vị Bồ Tát chánh đẳng giác ở kiếp chót phải là một đứa con do thai sanh, và cũng đã đặt chỗ trước rồi đấy. Rồi cái vị trí nữa,
Cái vị trí phải là ở trung tâm của cái quả địa cầu. À, cõi trời đó không phải là trung tâm của quả địa cầu, mà cõi người mới là trung tâm của quả địa cầu. Được mô tả giống như là một cái xuồng nhỏ mà một con voi phải rất là khéo mới có thể bước lên cái xuồng nhỏ đó. Và khi bước lên, nó phải bước lên ở vị trí trung tâm. Chỉ cần đi lệch một tí xíu thì cái thuyền nó sẽ chìm. Đấy, ở cõi trời đó thì quý vị cứ tưởng tượng giống như cái xuồng mà nó có cánh buồm vậy đó, con voi nó leo trên cánh buồm thì cái xuồng nó chịu không nổi. Ừ. Đó. Ở cõi người là cái vị trí trung tâm của quả địa cầu, nhờ như vậy đó mới có thể chịu được sức nặng của một vị Phật. À, rồi một vấn đề như sư nói, ngài phải thể hiện á, cái con đường mà thành đạo của ngài nó phải ở thể hiện ở cái trung đạo, tức là ở cõi người đó thì quá sung sướng rồi, chúng sanh sẽ nghĩ là ở cõi trời sung sướng quá thì cái chuyện tu nó dễ, và các cái khổ á nó không có thể hiện rõ. Ví dụ như là già bệnh thì chư thiên á, không có biểu hiện già, không có biểu hiện bệnh, thì khi Đức Phật thuyết cho chư thiên thì chư thiên họ sẽ không có mặn mà lắm. Ừ, bởi vì những cái khổ tướng á, nó không có hiện rõ. Hơn nữa ở cảnh giới chư thiên thì nó quá sung sướng đi, cho nên là nó không có tiện. Còn ở cõi những cái cõi khổ á, thì họ quá khổ cho nên họ cũng khó tu. Chỉ có cõi người đó không đến mức sướng như là cảnh giới chư thiên, mà cũng không đến mức khổ như cảnh giới ngạ quỷ hoặc địa ngục, mà cái tuổi thọ cũng vừa phải, không có quá dài như chư thiên đó. Và các cái khổ tướng như là già bệnh chết nó cũng hiển thị rõ, mọi người đều có thể thấy một cách hàng ngày. Còn chư thiên mà chết đơn giản lắm, tự nhiên nó giống như là tan biến vậy, không có để lại xác, không để lại xác chết, tự nhiên đang đi đang ngon đang lành như vậy đã biến mất, thì nó không có cái sự rúng động cần thiết. Ừ. À, thành ra đó phải thành một vị chánh đẳng chánh giác ở cái cõi người chứ không thể nào ở cái cõi khác được.